Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 22 tháng 4 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay thì Lộc miền Nam trên kênh của mình nó không có gì. Mong anh chị em hãy, còn anh chị em mà muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán tuần này thì liên hệ với số điện thoại ha. Tiếp theo mình sẽ dự đoán miền Nam ngày mai 22 tháng 4 trên cả đại Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Ở Vĩnh Long thì mình dự đoán cái cặp là 19-91, còn ở Bình Dương thì mình dự đoán cái cặp 34-43. Trà Vinh thì mình dự đoán cái cặp 18-81. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong ngày mai.